Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Tọa đàm cho việc biên soạn tập sách Hiệp Đức sự kiện và nhân vật. Hiệp Đức tập huấn rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021. Phụ nữ Hiệp Đức chung tay xây dựng nông thôn mới. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đến dự trao nhà tình nghĩa tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Sau gần 4 tháng thi công, đến nay ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Phan Thanh Xoa tại thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có diện tích hơn 100 m², gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, gian bếp với tổng kinh phí xây dựng khoảng 160 triệu đồng. Trong đó doanh nghiệp và nhà hảo tâm chương trình Share the Love thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình ông Xoa là 60 triệu đồng và nguồn hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách của tỉnh là 40 triệu đồng. Gia đình ông Phan Thanh Xoa thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng tuổi cao sức yếu. Huyện ủy Hiệp Đức vừa tổ chức tọa đàm xác định tiêu chí số lượng sự kiện, nhân vật nghiên cứu biên soạn tập sách Hiệp Đức sự kiện và nhân vật. Đến dự buổi tọa đàm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam Lê Văn Dũng. Tập sách Hiệp Đức sự kiện và nhân vật tập 2 là công trình lịch sử nối tiếp tập sách Hiệp Đức sự kiện và nhân vật tập 1 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức khóa 7 phát hành năm 2012 nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Hiệp Đức. 30 tháng 4 1972, 30 tháng 4 2012. Dự kiến tập sách có 37 nhân vật và 12 sự kiện. Nội dung tập sách có hai phần gồm sự kiện và nhân vật. Về sự kiện, phản ánh sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ. Đối với các nhân vật có quê quán tại huyện hoặc quê quán nơi khác đã có những hoạt động tiêu biểu ghi dấu ấn sâu sắc trên địa bàn Hiệp Đức, có đóng góp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chia theo từng giai đoạn, chủ đề, nhân vật hoạt động cách mạng trước năm 1975, một số nhân vật trong thời kỳ bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, quê hương từ năm 1976 đến năm 2021. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý xây dựng bố cục, các sự kiện và nhân vật đưa vào tập sách sao cho chính xác, cần sưu tầm thêm tư liệu, qua đó nhằm góp phần xây dựng tập sách ngày càng hoàn thiện hơn. Dự kiến tập sách sẽ được phát hành vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Hiệp Đức, 30 tháng 4, 2022. Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh khảo sát di tích giếng Quốc hội khóa 1 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức để tiến hành trùng tu tôn tạo, phục vụ giáo dục truyền thống. Cùng đi có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước. Di tích lịch sử giếng nước đại biểu Quốc hội khóa 1 tọa lạc tại thôn Nhất Đông, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Địa chỉ đó tại địa phương, nơi đây gắn liền với 14 vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 1 ở Quảng Nam. Trải qua 76 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, đến nay giếng nước này cũng đã tròn 76 tuổi, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư tu bổ một số hạng mục ban đầu. Sau chuyến đi khảo sát thực địa lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đưa vào nghị quyết chấp thuận chủ trương để đầu tư quy mô lớn hơn, bao gồm đường giao thông và các hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng nguyện vọng của cử tri nhân dân, của đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, xứng tầm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Huyện Hiệp Đức vừa tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021 theo hai chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị định số 07/2021 NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức Hoàng Văn Hùng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021 NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, quy trình rà soát theo quyết định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, phương pháp bộ công cụ rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo,
xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo theo thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể tiêu chí thu nhập với khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng trên một người một tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng trên một người một tháng. Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm các dịch vụ xã hội cơ bản, 6 dịch vụ gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Cùng với đó là các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, 12 chỉ số. Thời gian rà soát từ nay đến ngày 15 tháng 12 năm 2021 sẽ hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vừa qua tại xã Sông Trà đã diễn ra chương trình thăm tặng quà của lãnh đạo tỉnh cho trẻ em nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021. Tại đây, 100 suất quà được trao cho các em trên địa bàn xã gồm lồng đèn, nước rửa tay, sát khuẩn, bánh, kẹo. Tổng trị giá đợt trao quà là 12 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Đây là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các em có cha mẹ tham gia tuyến đầu chống dịch. Món quà nhằm động viên các em đón Tết Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp. Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức vừa bàn giao và đưa vào sử dụng nhà mái ấm công đoàn cho hộ gia đình chị Trần Thị Linh, công đoàn cơ sở xã Hiệp Hòa. Chị Trần Thị Linh là công chức đoàn viên công đoàn xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được quỹ xã, hội liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chị Linh đầu tư thêm kinh phí để xây dựng căn nhà mới khang trang vững chắc trước mùa mưa bão. Dịp này, gia đình đã nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ Liên đoàn Lao động huyện, địa phương xã Hiệp Hòa. Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức vừa triển khai ra quân xây dựng tuyến đường đẹp tại hai xã Bình Lâm và Quế Thọ. Tại đây, hội viên phụ nữ đã ra quân đào hố trồng 275 cây hoa giấy trên 500 mét đường tại thôn An Cường, xã Quế Thọ và thôn Nhất Tây, xã Bình Lâm với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Sau khi trồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã bàn giao lại cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã quản lý chăm sóc cho cây hoa giấy phát triển, góp phần xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp. Qua đây góp phần cùng với các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, bảo vệ môi trường, gắn với góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, đi cùng với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, trong thời gian qua, điểm nhấn khá đặc biệt của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức chính là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này đã và đang xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể, phụ nữ điển hình, đóng góp sức người, sức của để cùng với cả hệ thống chính trị hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, song mỗi khi nhắc đến câu chuyện hiến đất đai làm nhà sinh hoạt văn hóa cho thôn Trà Linh Tây, bà Nguyễn Thị Hồng Sinh vẫn cười hiền từ và cho rằng đó là việc nên làm. Bởi trước đây cả thôn không có điểm sinh hoạt văn hóa, ngày hội đoàn kết cũng diễn ra tạm bợ, rồi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đều không có nơi để tổ chức. Trước khó khăn chung đó, bà Sinh đã không ngần ngại hiến 1.500 m² đất để thôn xây dựng nhà sinh hoạt. Cái tâm huyết của tôi là thấy dân khổ, mà chính quyền là đất đai là trăng khi khó khăn, mà quyết định của xã là phải đi về đích nông thôn mới mà không có địa bàn xây dựng, thì tôi từ đó tôi có nảy sinh là hiến đất để cho thôn họ có cái chỗ để xây dựng cái nhà văn hóa cộng đồng. Tôi thấy đó là rất vui với cái tinh thần của mình đáng góp không thừa. Không chỉ cá nhân bà Sinh mà ở Hiệp Đức còn xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều tập thể có cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được đánh giá là điểm mạnh của các cơ sở hội phụ nữ. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Hiệp Đức đã có gần 50 mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường, hàng chục mô hình vườn đẹp nhà sạch và hơn 15.000 mét đường hoa được hoàn thành. Hiện nay ở thôn chúng ta thì mỗi thôn là có một cái tổ mà tự quản về môi trường. Thì trong cái tổ tự quản thì hàng tháng, hàng quý sẽ tổ chức vận động hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường mà mình chăm sóc để mà tạo cho cái cảnh quan môi trường là xanh sạch đẹp để góp phần trong cái đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp của nông thôn mới. Phụ nữ đã triển khai
và thực hiện hiệu quả các cái phong trào. Và đó, trong đó thì phải nhắc đến đó là phong trào 50 ba sạch và cái phong trào bảo vệ cái môi trường, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp bằng các cái mô hình như khu dân cư tự quản, rồi đoạn đường phụ nữ tự quản, rồi đường hoa thay cỏ dại, rồi biến rác thải thành tiền, vân vân. Tất cả các mô hình đó đã tạo được cái sức lan tỏa rất là lớn và thu hút được rất nhiều các cái hội viên tham gia một cách hưởng ứng tích cực. Chính từ sự chung tay đồng lòng của hội viên phụ nữ toàn huyện, đến nay Hiệp Đức đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là con số đáng mừng, thể hiện được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân ở Hiệp Đức, trong đó có vai trò của các bà, các mẹ và các chị em hội viên phụ nữ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.